Chào mừng các bạn đã đến VS Channel. Có lẽ là với nhiều người, cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp, phần mềm tốt là chưa đủ đối với một chiếc điện thoại. Họ cần một yếu tố gì đó giúp họ thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của bản thân. Và ngày hôm nay mình đang có ở đây một sản phẩm như vậy, chiếc Galaxy Note 4 mạ vàng 24K. Nếu các bạn đang đi tìm cho mình một sản phẩm vừa mạnh mẽ, hữu dụng, vừa đẳng cấp, hay đơn giản là đang tò mò về chiếc máy lấp lánh này, hãy cùng mình đi tìm hiểu xem Note 4 mạ vàng có gì hay. Note 4 có lẽ là chiếc máy đầu tiên của Samsung có phiên bản mạ vàng, đơn giản bởi những sản phẩm trước đây của Samsung. Ngay cả những sản phẩm cao cấp như là dòng S hay là dòng Note đều có vỏ nhựa, mà việc mạ vàng lên nhựa là một điều gần như không thể. Với Note 4 thì đã khác. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, tất cả những phần làm bằng kim loại trên Note 4 như là khung viền, nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng đều đã trở nên nổi bật và đẳng cấp hơn với một lớp vàng 24K mỏng được phủ lên bề mặt. Được biết, toàn bộ công đoạn mạ vàng trên sản phẩm này đều được thực hiện hoàn toàn thủ công. Thời gian thực hiện quá trình từ việc tháo lắp cho đến khi mạ vàng hoàn chỉnh mất từ 4 đến 5 tiếng làm việc liên tục. Ở hai bên viền của máy, chúng ta có hai dòng chữ 24K Gold Edition và Distributed by Golden Mobile được khắc laser khá tinh xảo. Tuy nhiên thì mình lại không thích sự tồn tại của hai dòng chữ này bởi nó làm mất đi sự tinh tế hài hòa của chiếc máy. Phần viền của Note 4 vốn đã khá đẹp với cái dáng vừa thẳng vừa cong rất đặc biệt. Nhưng giờ đây lớp sơn nhám phủ lên bề mặt của nhôm đã được thay thế bằng một bề mặt sáng bóng và lấp lánh ánh vàng. Nhờ vậy mặt trước của máy trở nên đẹp và tinh tế hơn trước rất nhiều, nhất là với phiên bản màu đen. Màu vàng của viền và màu đen của màn hình rất hợp khi đứng cạnh nhau. Còn một điểm đặc biệt nữa của cái viền này, đó là nhờ có một lớp vàng phủ lên bề mặt, vấn đề khoảng cách giữa viền máy và màn hình vốn tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trên Note 4 đã được giải quyết. Giờ đây thì sẽ không còn có thể nhét thứ gì vào đây được nữa. Điểm yếu lớn nhất của nó chính là phần nhựa chia cắt viền nhôm vốn giúp máy bắt sóng tốt hơn. Trước đây thì phần nhựa này được Samsung sơn đè lên đồng màu với viền nên khó có thể nhận ra sự tồn tại của những phần nhựa này. Nhưng sau khi được mạ vàng thì những phần nhựa này lộ ra và làm phá vỡ sự liền mạch của viền máy. Về phím nguồn và hai phím tăng giảm âm lượng, chúng được hoàn thiện dạng nhám hơn nhằm tăng ma sát, giúp bấm dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta có phần viền cụm camera, cụm đèn flash và cảm biến nhịp tim cũng được mạ vàng. Tuy nhiên thì khá đáng tiếc là một số chi tiết khó như là logo Samsung ở mặt lưng, bút S Pen, phím home chứa cảm biến vân tay vẫn chưa được mạ vàng. Được biết, Golden Mobile đang nghiên cứu để tìm ra giải pháp cho những chi tiết khó này. Vậy là nãy giờ chúng ta đã cùng nhau khám phá một chiếc Note 4 rất đặc biệt với những chi tiết kim loại được mạ vàng 24K. Có thể nói đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần cho mình một chiếc điện thoại vừa thông minh, vừa sang trọng, vừa đẳng cấp. Cảm ơn Golden Mobile đã giúp S Channel thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của S Channel.